Hello hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ lại review cho các bạn một siêu phẩm vạn người mê, đó là Range Rover SV Autobiography các bạn nhá. Đây là đời 2021 và chiếc này thì có những cái chi tiết rất là đặc biệt. Ngoại thất thì các bạn sẽ thấy nó rất là đơn giản và quen thuộc với những người yêu thích dòng xe Range Rover tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên nội thất bên trong thì nó là sự khác biệt với chiếc Range Rover SV Autobiography bản 3.0 lít này đã được chủ nhân build gói nội thất của phiên bản 5.0 các bạn nhá. Gói nội thất của phiên bản 5.0 với rất nhiều chi tiết khác biệt so với phiên bản 3.0. Và bây giờ trước tiên chúng ta sẽ đi một vòng để chiêm ngưỡng cái phần ngoại thất của chiếc Range Rover SV Autobiography đời 2021 này nó có cái gì đặc biệt các bạn nhá. Vừa được Sơn Tùng Auto số 2 Tôn Tư Thuyết Hà Nội đưa về. Và các bạn thể chiêm ngưỡng này, chiếc này có ngoại thất hai màu cực kỳ quen thuộc với những anh em yêu thích Range Rover tại trường Việt Nam, đặc biệt là dòng SV. Dưới màu xám và trên màu đen, được ngăn cách bởi cái đường viền nắp capo và cái tay nắm cửa các bạn nhé. Đó, đầu tiên thì lưới tản nhiệt nó được làm khác so với những phiên bản Range Rover thông thường. Nó được thêm những cái chi tiết kim loại mạ chrome vào những cái đường uốn lượn các bạn này. Logo Range Rover ở trên cũng được làm khác với những cái chấm chấm ở phía trên các bạn nhé. Nhìn cái này nhận ra ngay. Đèn pha LED khác biệt này các bạn này, đèn pha LED khác biệt so với thế hệ cũ. Và đây là thế hệ mới, từ đời 2018 trở đi thì nó dùng những cái đèn pha này rồi và cái đèn định vị kiểu này rồi các bạn nhé. Với phiên bản SV thì cản trước nó cũng được làm khác rồi. Phiên bản SV thì cản trước các bạn sẽ thấy nó khác biệt so với những chiếc Autobio hay là những chiếc HSE và SE. Đây thì các bạn nhìn này, nhìn cho trông nó cách điệu và nó sành điệu hơn đấy các bạn. Phía dưới nắp capo của chiếc này là động cơ i6 3.0 lít, công suất tối đa là 400 bếp. Đó, động cơ i6 6 xi lanh thẳng hàng. Đó, 395 mã lực. Vẫn vừa đủ cho các đại gia Việt có thể đi những chặng đường dài, cần tăng tốc nhanh, mượt, khoảnh mạnh mẽ thì 395 mã lực nó quá ấn tượng rồi. Nếu như các bạn lên phiên bản 5.0 thì nó là 5.0 Supercharged và công suất của nó là hơn 550, công suất tối đa của nó là 550 PS, đâu đó khoảng 540 mấy mã lực gì đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến bộ mâm. Đây là bộ mâm rất quen thuộc của phiên bản SV. Cả phiên bản 3.0 và 5.0 đều được trang bị cái bộ mâm này các bạn nhé. Đây là bộ mâm kích thước 22 inch, lốp 275/40 và được thiết kế dành riêng cho phiên bản SV. Đĩa phanh khá lớn và cùng phanh cũng cực to ở bên trong các bạn nhé. Hệ thống treo này thì nó quá ấn tượng rồi. Đi Range Rover và đặc biệt là Autobio và SV thì các bạn sẽ thấy nó đẳng cấp như thế nào. Mượt như các bạn ngồi trên thảm bay lướt trên không luôn, như Aladdin lướt trên thảm bay luôn các bạn nhé. Cực kỳ đỉnh luôn. Chiếc này là phiên bản trục cơ sở dài nên có chữ L trong phiên bản long well bay. Cái cột A này có những cái nẹp kim loại mạ chrome này. Đó, gương chiếu hậu tích hợp camera hai bên trong hệ thống camera 360 độ và giải đèn LED báo rẽ. Đây các bạn nhìn thấy hai màu này, trên màu đen và dưới màu xám. Khi các bạn mở cái cửa này ra này thì cái bậc lên xuống nó sẽ nhô ra ngay các bạn nhá. Dòng chữ Range Rover này các bạn, dòng chữ Range Rover ở đây này. Đó, nó sẽ mở ra ngay và cửa cũng là cửa hít. Các bạn đẩy nhẹ vào nó hút vào thì cái bậc lên xuống nó cũng sẽ hút vào trong sau khoảng vài giây. Đó, nó đã hút vào trong. Đây là tổng thể phần ngang của chiếc Range Rover SV Autobiography này các bạn này. Chiều dài trục cơ sở của nó là hơn 3m và chiều dài tổng thể của nó là 5199mm. Nó dài hơn phiên bản tiêu chuẩn là 200mm các bạn nhé. Và trục cơ sở nó dài hơn bản tiêu chuẩn là 185mm. Đó là những cái thông số về chiếc SV Autobiography. Chúng ta thấy này, quá đẹp luôn, cái màu này quá đẹp. Các bạn nhìn nó dài nhờ, chiếc SUV dài 5,2m. Đó, 4 chỗ ngồi các bạn nhé. Tí chúng ta sẽ vào bên trong khám phá nội thất. Đây là phần đuôi này. Đó, đèn hậu dạng LED thì nó vẫn thiết kế quen thuộc từ đời 2018. Với cái đèn SV thì nó sẽ có những cái màu này, màu trắng và màu đỏ, bên trong có cái nẹp pha lê nhìn rất là ấn tượng luôn các bạn này. Thiết kế 3D cực kỳ đỉnh luôn, các bạn nhìn thực tế các bạn thấy đẹp, đẹp dã man luôn các bạn ạ. Đó, logo SV Autobiography này, trên có dòng chữ Special Vehicle này, Operation á. Đó, đây là cái đơn vị chuyên sản xuất những cái phiên bản đặc biệt của Range Rover, của Jaguar Land Rover thì chính xác hơn. Đó, phía sau cũng có dòng chữ Range Rover và nó có cái chi tiết đặc biệt ở bên trong, viền kim loại mạ chrome bên ngoài. Đó, đây là phần đuôi của xe các bạn này. Đó, quá là đẹp luôn các bạn nhé. Đây, camera lùi này các bạn này, camera lùi và cái này để rửa camera các bạn nhé, hai bên luôn này, cái rửa camera bên này và camera lùi bên này. Cốp thì tất nhiên là cốp mở điện rồi. Đây các bạn này, cốp mở điện và cửa mở kiểu vỏ sò các bạn nhé. Chúng ta sẽ mất hai thao tác để mở, một cái mở dưới này nữa này. Wow, wow, các bạn ơi, xịn sò cực kỳ luôn. Bọc vải màu da bò này. Wow, chiếc này còn được trang bị thêm cái thảm các bạn à, không, chính xác hơn thì là một cái giá. Cái giá làm từ gỗ các bạn ạ, làm từ gỗ các bạn nhá, vân rất đẹp luôn. Và có cái thanh dây ở đây thì các bạn sẽ lắp một cái giá nữa lên và kéo đồ ra một cách dễ dàng, giá gỗ xịn sò luôn. Và đây là một số cái phụ kiện đi kèm theo xe này.
Đầu tiên là tai nghe không dây các bạn nhá, tai nghe không dây logo Renover luôn, xịn sò luôn. Có hai cái dành cho hai người ngồi phía sau. Đây là cái tựa lưng dành cho người ngồi phía sau các bạn này, cũng có đục lỗ luôn, xịn sò nhờ. Và đây thì có dòng chữ SV nếu bạn này xịn chưa. Tiếp theo, ngoài những cái này ra thì chúng ta có gì? Đây là cái hộp phụ kiện. Các bạn đoán xem đây là cái gì? Các bạn thử đoán xem nó là cái gì nhá. Đây mình sẽ mở ra này. Wow, bạn ơi. Logo SV Autobiography. Các bạn sẽ thấy này. Xuất hiện này, dòng chữ SV Autobiography các bạn này. Rất xịn sò luôn. Và có một cái khăn thảm, khăn trải làm từ không biết là chất liệu gì, tuy nhiên có dòng chữ SV ở bên trong các bạn nhá, rất là xịn sò luôn. Hai cái ly pha lê để uống nước hoặc là uống rượu, rất xịn luôn. Và bên trong xe có cả tủ lạnh đấy các bạn ạ. Ở vị trí này thì chúng ta có thể xem nào. Ồ, đây các bạn này, cái thanh này có lẽ là trượt điện các bạn nhá. Đây này, mình thử ấn xem này. Ồ, chính xác luôn, trượt điện luôn các bạn này. Ấn và nó sẽ trượt ra các bạn nhá. Đây mình ấn tiếp này. Nó sẽ trượt ra tiếp. Các bạn bỏ đồ lên này nhá, xong là các bạn trượt ra nó cũng phải là cực kỳ xịn sò luôn. Và khi các bạn cho đồ lên trên đây rồi, các bạn ấn giữ cái nút ở góc này thì nó sẽ thu vào. Đó, cực kỳ là xịn sò các bạn ạ. Cũng là hiện đại thì hài điện. Ở đây thì chúng ta có gập ghế từ vị trí sau đấy các bạn, gập ghế để tăng không gian chứa đồ này. Nâng hạ gầm này, đây mình sẽ nâng lên xem nào. Đang hết cỡ rồi này, hạ xuống này. Ồ, nó xuống luôn các bạn ơi. Uầy, nó xuống thấp luôn nhá. Các bạn ấn thì nó sẽ lên này. Đó, rất là xịn sò luôn. Đó, lấy khoang sau các bạn nhìn này. Một cái là để trượt cái mặt này ra này. Ngoài là để gập ghế này. Thứ hai là nâng hạ gầm phía sau để các bạn lấy đồ và cũng như cho đồ lên một cách dễ dàng hơn. Đó, rất là xịn sò luôn. Cái cửa này thì chúng ta có hai kiểu đóng. Một là đóng ở trên, hai là đóng ở đây. Đó, tuy nhiên đây, cái này nó chưa vào hết các bạn này, thì nó sẽ không cho đóng. Chúng ta sẽ phải ấn thêm. Đây, cho nó vào hết cỡ này. Đây, bao giờ nó bằng cái mép này thì các bạn sẽ đóng lên một cách dễ dàng. Đó, toàn là điện hết các bạn ạ. Xịn sò luôn. Đó, toàn điện hết luôn. Anh em dùng thoải mái. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngó xem cái khoang sau của nó có gì đặc biệt các bạn nhé. Nó đỉnh cao như thế nào nhé. Đây này, mở cửa này. Các bạn nhìn thấy cái cửa sau nó được làm to hơn cửa trước nhé. Cửa sau to hơn cửa trước bởi vì cái phiên bản này là phiên bản trục cơ sở dài và không gian sau thì nó như một căn phòng di động dành cho ông chủ luôn. Trước này thì bọc da màu da bò, ốp gỗ tự nhiên, build của phiên bản 5.0 nên gần như là nó đẳng cấp nhất của SV Autobiography thì nó sẽ xuất hiện trên chiếc SV 3.0 này, đã được build theo dạng cá nhân hóa lên 5.0. Ốp gỗ tự nhiên với một cái lớp phủ bóng cực mỏng luôn. Thế nên các bạn sờ như gỗ sần và như một cái tấm gỗ tự nhiên được bào một lớp mỏng ở trên. Nếu các bạn này nhìn này, những cái đường vân rất đẹp luôn và sờ các bạn rất thích. Cái lớp gỗ này thì nó sẽ không bám bụi cũng như không bám vân tay, nó không hiển thị rõ cái vân tay. Các bạn sẽ nhìn nó luôn sạch sẽ so với cái gỗ các bạn phủ bóng nhiều lớp. Ngay cái hàng ghế sau cũng được điều chỉnh điện đa hướng này, nhớ hai vị trí này và rất nhiều thứ các bạn nhé. Có cả đệm bắp đùi này, ghế vị trí ông chủ này, kích hoạt ghế vị trí ông chủ này. Ui, rất nhiều, xịn sò lắm các bạn ạ. Ở đây có cả cái nút để kích hoạt cái chế độ cảnh báo va chạm khi các bạn mở cửa nhá. Nếu mà có vật cản ở bên ngoài, các bạn mở cửa nó sẽ báo và nó sẽ ngăn các bạn đập mở cửa ra. Hệ thống loa Meridian cao cấp này các bạn này, xịn sò chưa? Đó, ở đây có cụm điều chỉnh đèn này, rèm đọc rèm hai bên cửa này, cửa sổ trời này, multi này. Ở đây có một cái gọi là gạt tàn thuốc lá với cả xì gà các bạn này, rất là xịn sò luôn, cũng có logo của Range Rover luôn nhá. Để ở đây xịn, nói chung là rất xịn. Đây là không gian hàng ghế thứ hai. Tiếp theo nào các bạn, có gì nào? Wow, ghế ngồi đục lỗ thông hơi massage, xịn sò luôn. Đục lỗ thông hơi này, sấy sưởi massage đủ cả. Không gian cũng vô cùng rộng rãi luôn các bạn nhá. Có đệm bắp đùi này. Đệm bắp đùi tất nhiên là chỉnh điện rồi. Đây các bạn nhá, chỉnh ở cái này này, ngửa nó lên này, đó. Hoặc là các bạn sẽ hạ nó xuống ở đây. Toàn là điện hết các bạn ạ, xịn sò lắm. Ở đây thì chúng ta cũng có một cái để gác chân các bạn nhá. Yên mình sẽ giới thiệu các bạn cái chi tiết này khá là thú vị. Đây là cái vị trí có lẽ là để tài liệu hoặc là để giày. Rất là xịn sò luôn. Ở phía bên kia thì nó lại là cái khác, nó có đặc biệt hơn các bạn nhá. Đó. Tiếp theo chúng ta có gì nào? Ở đây thì chúng ta sẽ có bề mặt ốp gỗ sần, nhìn rất là đẹp luôn các bạn này. Bề mặt ốp gỗ sần này, wow, với những cái đường vân thiết kế rất đẹp luôn các bạn nhé. Những cái đường vân này
cực kỳ tinh tế luôn, và cái bề mặt gỗ này nhìn rất ấn tượng luôn, nhìn nó đẳng cấp và nó sang trọng hơn so với cái loại gỗ của phiên bản 3.0 cũ nhá. Ở vị trí này thì chúng ta có gì? Wow, có đóng cửa từ bên trong. Đây mình sẽ thử luôn nhá, giữ cái nút này. Và cửa đã đóng. Wow, rất xịn sò các bạn ạ. Đây là cái không gian sau khi mình đóng cửa rồi này. Vô cùng yên tĩnh luôn, bởi vì cửa kính là kính 3 lớp các bạn nhá, 3 lớp. Tiếp theo ở đây thì chúng ta có cái đóng và mở cái tủ lạnh ở đây. Đây mình sẽ kích hoạt mở nó xuống. Đó, cái tủ lạnh mini ở đây này các bạn này. Các bạn có thể để chai nước và hai cái ly vừa nãy là theo phụ kiện là mình đã quay cho các bạn đấy. Đó, một cái tủ lạnh ở đây, viền ốp kim loại và nó nhô lên cũng được làm rất tinh tế. Ghế ngồi thì xem nào. Wow, thiết kế đẳng cấp các bạn ạ. Ngả sâu này, có tựa đầu êm này. Và cái tựa lưng vừa nãy mình quay đấy, nó sẽ để ở đây để các bạn tựa cho lưng bạn êm hơn nhá. Có đệm bắp đùi chỉnh điện này. Trời ơi, màn hình giải trí này, xịn sò nhá. Đây, màn hình giải trí ở đây, điều chỉnh được cái gì? Media này, seat này, navigator này, nhiệt độ bên ngoài này. Vào seat xem là có gì nào. Ui, massage, sấy sưởi các kiểu, còn đà điểu luôn các bạn ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đồng hồ Zenith rất quen thuộc, rất quen thuộc trên những chiếc SV Autobiography các bạn nhá. Cửa gió điều hòa cũng làm rất đẹp này. Có một cái khay để đồ ở đây. Và sạc, hai cổng sạc dạng tẩu thuốc, hoặc là các bạn có thể dùng để châm xì gà linh tinh. Đó, bọc da rất đẹp luôn. Còn một cái quan trọng nữa ở phía dưới này, một từ từ mình sẽ review nốt cho các bạn. Đây, có một cái điều khiển này. Có một cái điều khiển đây. Một tay thì mình lấy hơi khó. Một cái điều khiển tivi. Rất xịn sò. Có lẽ là các bạn sẽ dùng để điều khiển cái này à? Chưa rõ là mà dùng nó như thế nào các bạn ạ. Cất đi đây đã. Cất đi đây đã nhé các bạn nhé. Hai cái khay để cốc hoặc là chai nước ở đây này. Và mình đóng cái này lên này. Đây, cái rất đặc biệt nữa ở đây các bạn này. Bề mặt ốp gỗ này và phía dưới cái lớp gỗ này sẽ là hai cái bàn làm việc làm từ kim loại và ốp gỗ các bạn nhé. Để kích hoạt thì chúng ta sẽ ấn vào nút này. Đó, ấn vào cái nút này thì cái bàn làm việc nó sẽ nhô lên, nhô lên, nhô lên. Điện luôn, xịn sò nhá. Đó, lên, 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 lên. Và cái bề mặt này nó sẽ được đóng lại. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ kéo cái bàn này ra. Ấn vào cái khóa và mở nó ra. Chúng ta sẽ có một cái bàn làm việc cũng như bàn để đồ ngay trước mặt này. Các bạn sẽ để đồ, chai nước, tài liệu, màn hình hoặc là cái máy tính bảng hoặc là cái máy tính sách tay ở đây các bạn nhá. Bề mặt ôm gỗ, gỗ vân tự nhiên xịn sò cực kỳ luôn. Ở đây thì chúng ta có cái cổng sạc USB 5V nữa các bạn nhá. Đó. Ở bên kia cũng tương tự, các bạn sẽ ấn cái nút ở đây là cái bàn nó trô lên. Các bạn nó sẽ nhô lên các bạn nhá. Wow, xịn sò chưa? Đó, sau đó mở cái khóa đây. Đây, sau khi mở cái khóa thì mình sẽ mở nó ra như này. Chúng ta sẽ có hai cái bàn. Đó, hai cái bàn làm việc và để đồ hai bên. Cực kỳ xịn sò và sành điệu luôn. Các bạn thấy đấy, cực kỳ xịn sò luôn các bạn nhá. Và mình đánh giá cái bàn làm việc của chiếc SV này thì nó chắc chắn và nó cơ cấu hoạt động của nó ấn tượng hơn khá là nhiều so với chiếc GLS Maybach các bạn ạ. Các bạn nhìn đi, nhìn nó chắc chắn và nó ấn tượng hơn này. Kim loại này. Chiếc SV các bạn có chiếc GLS các bạn xem clip của mình thì các bạn sẽ thấy nó hơi yếu một chút, còn chiếc này rất chắc chắn luôn các bạn ạ. Trên có cửa sổ trời toàn cảnh luôn các bạn nhá. À đây, mình sẽ giới thiệu luôn cách hạ cái bàn này xuống này. Bạn sẽ đẩy nó vào, nhấc nó lên và hạ nó xuống. Sau đó thì dùng cái nút này mở nó ra. Và nó sẽ, các bạn phải giữ lúc ấn, lúc mở lên thì các bạn chỉ ấn một nút thôi, ấn một phát thôi, còn các bạn lúc hạ xuống thì các bạn phải giữ nhá, giữ cho bao giờ cái gỗ này nó đóng vào luôn này. Đó. Hàng ghế thứ hai thì cũng có điều hòa hai vùng độc lập và được điều chỉnh bằng những cái núm cực kỳ tinh tế. Ở đây chúng ta còn một cái khay để đồ nữa này. Đó. Bề mặt gỗ như hai cửa mở ra, chúng ta sẽ có gì? Sạc dạng tẩu thuốc này, sạc dạng USB này, hai cổng HDMI này, không có cổng Type-C này. Đóng thì các bạn cũng ấn một phát lá lên này. Xịn sò nhô. Ở bên này thì chúng ta có một cái chi tiết rất thú vị, đó là cái ổ cắm các bạn nhá. Ổ cắm 230V 180W luôn. Đó.
có đèn viền nội thất. Và đây thì chúng ta có cái không gian rất rộng ở bên trên. Và nó có thiết kế rất giống những chiếc SV cũng như những chiếc autobiography khác. Tuy nhiên có một chi tiết rất đặc biệt đó. Cái gỗ ốp này nó cũng được dùng gỗ ốp tự nhiên và bề mặt phủ bóng sần nhìn cực kỳ ấn tượng luôn. Đó, ở đây có logo SV các bạn này. Logo SV này. Đó, và những cái phím bấm rất là quen thuộc trên Range Rover. Núm xoay chuyển chế độ lái này. Cửa gió hai vùng độc lập và hai cái màn hình 10 inch này nó rất quen thuộc của Range Rover đời mới. Màn hình phía sau vô lăng là một cái màn hình điện tử hiển thị rất sắc nét luôn. Đó, vô lăng là vô lăng 4 chấu, bọc da và ốp gỗ tự nhiên các bạn nhé. Đây, ghế lái và ghế phụ đều chỉnh điện đa hướng và nhớ ba vị trí. Ốp gỗ này các bạn này, loa là loa Meridian cao cấp rồi, rất là xịn sò của Range Rover rồi các bạn nhá. Đây là tổng thể khoang cabin này các bạn này. Nó vẫn rất ấn tượng, ghế trước cũng có massage điều chỉnh điện đa hướng, nhớ ba vị trí, thông hơi, sấy sưởi. Đó là những gì mình muốn giới thiệu với các bạn về chiếc SV Autobiography phiên bản 3.0. Tuy nhiên được chủ nhân build gói nội thất của phiên bản 5.0 với gỗ ốp và bàn làm việc cực kỳ xịn sò luôn các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video từ đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất về siêu xe về sang. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.